Chào mọi người nhé, mình mới nhận chiếc main này đây mọi người ạ, Giga Z97 chữ D3H. Dạo này mình quay nhiều Vega rồi, mà cuối cùng thì mấy hôm nay nhận Vega của mọi người thì 1050 Ti này, rồi cũng 1050 Ti đã sửa xong. Trong máy thì là một chiếc đang lắp một chiếc PCL 570 8GB, cũng toàn con quen rồi nên là mình không quay video nữa. Mấy bữa nay Hải Phòng bắt đầu mưa to và lụt mọi người ạ. Bạn khách này ở Hà Nội gửi cho mình, tặng mình thêm hai thanh giam hai thanh giam mọi người ạ, giam 4GB mọi người nhé, 4GB bớt 1.300. Thanh này là cũng 4GB bớt 1.300 mọi người ạ, và một CPU. Cảm ơn bạn khách đã tặng cho mình nhé. Tên bạn ấy dài mọi người ạ, tên bạn ấy 4 chữ liền. Lâu lâu mình lại gặp một bạn khách tên dài tận 4 chữ. Con này chắc là con E8400 E5700 mọi người ạ. Con này lắp cho main 7, main socket 775 đời G31, G41. Video này mình sẽ sửa chiếc này mọi người ạ. Chiếc này như gần đây mình cũng có làm một video hay sao ấy nhỉ, nó chết một pha ở đây này. Như hôm mới mình không quay video, mình cũng không nhớ nữa. Và mình sẽ kiểm nhận. À, đây là mình xem đây. Máy chạy liên tục khoảng một tuần thì chết tắt ngấm. Em qua KZ97 khởi động chập chờn, hiện tại khởi động lại. Hiện tại không khởi động lại được. Tức là con bên này giờ đang không kích được nguồn nha mọi người nhá, không khởi động được. Theo ý mình hiểu là như vậy, không biết khách mô tả như vậy thì mình hiểu có đúng không. Mình sẽ kích nguồn nhé, dòng Gigabyte thì mọi người sẽ không cần, chip vẫn có thể kích nguồn bình thường. Mình đang tìm cái cạc test mọi người ạ, cạc test thì sẽ dễ làm hơn. Hôm qua mình lại sửa xong con GX570, mình ngồi mình định làm video hướng dẫn đánh liên minh điện thoại qua cái chế độ khó 2 sao, 3 sao của cái trò mới. Mình kích nguồn thử nhá, kích nguồn rồi quạt quay này. Hiện tại như vậy là đang kích được nguồn mọi người ạ, nhưng mà mình thấy nó ngắt khá nhanh. Thông thường cái dòng ngoài nó quay này phải lâu lâu cơ. Nếu như ok ấy, thì nó sẽ báo không nhận giam mà nó quay thì sẽ lâu lâu một chút. Mình đo nguồn một chút nhé. Mọi người để ý này, nó lên là nó có xung dư xét đấy, nên là cái đèn thứ hai nó sáng đấy. Mình sẽ đo này, 1.5V của nguồn giam có này, 1.05 này. Mình sẽ không làm ok mọi người nhé, 1.5V của nguồn chipset. Ôi con này dâng 2.4V mọi người này. Mình sợ con này mình không cứu được rồi. Nó dâng đến 2.4V này thì nó già nhận quá mọi người ạ. 2.4V con chip mà già quá, sợ là không ăn mọi người ạ. Như vậy khách đã chạy trong một thời gian tình trạng chip già khá là cao rồi. Vcore có 1.69 mọi người nhé. Những đường khác mình nghĩ là không lỗi đâu. Con này chipset đã bị ăn điện rồi mọi người ạ. Thông thường cái mức nguồn mình đo nó chỉ có 1.5V thôi, nhưng mà nó dâng lên 2.4V như mọi người vừa nhìn thấy ấy, thì có đôi khi là con chip này nó đã ăn điện ở mức độ lớn hơn, nó sẽ ăn dòng cao hơn. Khi mà mình fix về chuẩn 1.5V ấy, thì thường nó sẽ không chạy được. Bây giờ nó đang có xung mọi người nhé, và đôi khi giờ cắm một khi giờ sẽ lên hình ấy, nhưng mà chạy một lúc nó sẽ tắt vì con chip này nóng quá, ăn nhiều điện quá. Bây giờ mình sẽ fix thử về xem nó có chạy được không nhé. Nếu mà chạy được thì ok, mà không chạy được thì phải báo khách thôi. Nó vẫn chạy nha mọi người nhá. Và mình đã sửa từ 2.4V về 1.54V mọi người ạ. Như vậy là
Nhưng bây giờ phải phải xem nó có nhận chip không nữa. Khi mà nó chạy ở mức điện nó đang đang ăn dòng cao rồi, khi mà mình chạy ở cái mức điện thấp, mình sợ là về cái mức chuẩn của nó ấy, không phải thấp đâu, mà về cái mức chuẩn của nó mình sợ nó không chạy nữa mọi người ạ. Không chạy nữa thì khách lại không có đồ dùng. Z97 cũng giá trị đấy chứ mọi người, còn mình thì lại không có công sửa chữa, đúng là một điều đáng buồn mọi người ạ. Khách mà không sửa được đồ là mình buồn lắm mọi người ạ, vì mình không có công sửa chữa mà. Khách mất đồ mình cũng không có công, cả hai đều buồn. Mình kích nguồn nhá, nó không nhảy code đâu, bởi vì mấy cái dòng có cái đời lại là mình kiếm cái còi, mình vứt còi đâu đây. Hình như nó ok rồi mọi người ạ, không không thấy còi kêu hay nó lên hình rồi. À mình cắm mấy nhau khi lên hình rồi này mọi người, chờ chút mình cắm cái dây, cắm cổng đi, tạm cổng DVI nhé. Con này của mình G32 nó không không nóng lắm đâu. Mình tắt được máy không? Tắt được mọi người nhé, đang lên hình nhé. Con này thì phải test cho lâu lâu một chút mọi người ạ. Không cần phải chạy lặng đâu, mình cắm màn hình Samsung kia nhé. Chả thấy lên gì. Không thấy lên gì mọi người ạ. Thấy lên gì, hay là phải cắm cái này, hình như vừa nó đi xét lại hay sao nhỉ. Chuyển sang màn hình pip pip mọi người nhé, pip nhưng mà cũng trả lên. À lại nhận DVI mọi người ạ. Tích xong nó lại sập à? Nóng quá. Để mình cho tí tản nhiệt. Chờ xíu mọi người ạ. Cho cái tản nhiệt này. Mình gắn cái bàn phím vào đi. Nên cái bàn phím mình sẽ nhìn được lăm lóc. Tít mọi người nhé. Năm lóc sáng này. Nhưng mà đơ hay sao mọi người ạ. Cũng sáng màn hình kia nhưng mà không lên hình mọi người ạ, lại tắt rồi. Như vậy khả năng cũng không được rồi. Tiếc chưa. Đang quay mọi người này. Không tít nữa. Không thấy tít tùng gì nữa mọi người ạ. Tít mọi người nhé, tít này, có cái dấu nháy trên màn hình, tít xong rồi sập mọi người ạ, tít còn một tí thì sập, tít một tí thôi là sập luôn. Thôi mình sẽ bao vô rồi mình thử xem cố em có sửa không. Mình gắn thử Vega thì nó vẫn vậy mọi người ạ. Sau đấy thì mình lạp lại BIOS cho nó thì nó đã lên hình mọi người nhá. Không biết là nó có bền không, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ cứ xuất Vega. Mình cắt mạng nhỉ. Ra ngoài nó sẽ khá ít chất âm thanh. Mình có thể lười mình không test âm thanh cũng được. Hoặc là hỏi khách trước khi mà khách ở nhà thì có cần phải gắn âm thanh không mọi người ạ. Mình sợ nó không bền, mình cũng sẽ nói luôn cho khách thế. Đây, cái dòng này hay mọi người này, nó bắt đầu nó đây, có cả tiếng Việt đó mọi người nhé. Nhưng mà thôi mình cứ chọn tiếng Anh đi, có chữ chào mừng nha mọi
mọi người, đây mọi người để ý có chữ chào mừng ở đây. Thôi mình không đứng dậy nữa, nhưng mà mình vẫn cứ chọn tiếng Anh cho nó quen thuộc mọi người ạ. Mình sẽ lắp vào Win rồi test mạng nhận ok rồi mọi người ạ. Âm thanh thì tầng nào mình cũng sẽ treo cả cài cho khách nhưng khoảng độ 1-2 tiếng gì đấy, sau ấy là gửi lại cho khách. Như vậy là qua này mình xử lý được 3 gói hàng của khách gửi cho mình rồi. Một khách gửi 2 chiếc 1050 Ti, một khách thì gửi cho mình một chiếc giới 570 cũng đã sửa ok. Còn một vị khách thì gửi cho mình một chiếc mên này. Và bây giờ phải treo đã, xem có ok không. Chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Cái video vào Windows thì hay mình cho nó vào Win luôn này. Mình cho vào Win luôn nhé. Mình đang cho nó vào Win mọi người nhé. Vào Win là mình sẽ benchmark con chạc này. Mà chắc chả cần benchmark mọi người ạ. Con này trước mình test rồi ok, nhưng mà về sau khi mình gửi lại cho khách ấy thì nó lại tiếp tục mất nguồn mọi người ạ. Khách bảo không lên, mình đến tay mình đúng là không lên thật. Mình ngồi mình sửa một lúc xong là ok. Chạy mọi người này, đang nhận được Win. Nó khác driver ấy, mọi người ạ. Con này mình đang test B75, bây giờ sang đây là Z97, khác chipset, khác GPU, khác cả cạc nữa, khác CPU, khác cạc nữa. Chắc là loát hơi lâu. Thôi, mình đoán là nó sẽ ok thôi, 99%. Thực ra khoảng 80% mọi người ạ. Thường cái dòng mà anh ăn giả điện này đôi khi nó chạy sẽ không ổn định lắm. Mình sẽ test khoảng độ đôi tiếng ok thì mọi người sẽ không thấy phần sau của video nữa. Con này không sửa được thì mình cũng vẫn sẽ up video cho mọi người tham khảo nhé, để mọi người cũng biết cái bệnh đấy của nó. Mọi người fix về chuẩn nhé, đôi khi nó sẽ cũng sẽ không chạy đâu. Lấy vào Win nhà mọi người này, cho nó chạy benchmark luôn. 1050 Ti của mình có chạy benchmark luôn không ta? Ơi, 1050 Ti nhận rồi mọi người nhé. Nó nhận 4GB và 1050 Ti nhận rồi. Gian mọi người này. Mình cũng sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh của LiveVC. Video này mình sửa main mà. Với các lỗi của con main này là bị dâng nguồn 1.5 lên 2.4 và mình đã cho nó về chuẩn. Nó sẽ vẫn đang chạy nhưng tương lai thì mình không biết là nó có ok không. Hy vọng nó sẽ bền. Nếu như nó vẫn chạy được ở 1.5 thì nó vẫn sẽ bền mọi người nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh của LiveVC. Chúc mọi người một ngày vui. Chào với cả mọi người.